Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 7 của câu chuyện Chanh chồng của chị tác giả Du Phong Vân. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị một cuộc chiến đẫm máu giữa hai người con, con gái nuôi và con gái ruột của bà Hồng. Và ngày hôm nay bà ta phải đứng giữa để có thể giải quyết được mâu thuẫn của hai chị em và cuộc thi múa này ai là người chiến thắng xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm an bằng cách like chuyện chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ tâm an xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện tranh chồng của chị Ngay lúc này đây trên sân khấu, là 20 thí sinh của vòng chung kết 2 sau khi đọc điểm tổng của giám khảo chính và giám khảo danh dự cho các thí sinh thì MC cũng công bố top 10 được lọt vào vòng chung kết cuối. Thanh Hương, Vi, Thanh Hoa đều nằm trong top 10. Thanh Hương là thí sinh dẫn đầu với số điểm tuyệt đối đến từ hai ban giám khảo, còn Thanh Hoa mặc dù có điểm số không tốt từ giám khảo danh dự nhưng mà điểm tổng của cô ta Do giám khảo chính cho rất cao Nên vẫn vào top 10 như thường Bởi điểm của Thanh Hoa chỉ thua Thanh Hương có một điểm thôi Cô ta cũng là một trong những Ứng viên nặng ký nhất Cho chức quán quân Theo như lịch trình Sau khi công bố top 10 Thì bên tổ chức chương trình Sẽ chiếu lại các phần trình diễn Của thí sinh để lấy hình ảnh cho đêm chung kết Lúc này khán giả trong hội trường Cũng bắt đầu lục tục ra về chỉ còn lại một số người là bạn bè và người thân của thí sinh nán lại Thành hương đứng bên cạnh vi thấy vi cứ xoay người nhìn về phía sau biết cô ấy lo lắng thanh hương liền chấn an cậu sợ sao nếu sợ thì tớ không làm nữa nghe thanh hương nói vậy vi lắc đầu ánh mắt do dự vừa rồi lúc này đã tràn đầy quyết tâm trở lại không tớ không sợ Tớ muốn mọi người biết được bộ mặt thật của cô ta Vậy thì tin tớ nhé Ừ, tớ tin cậu Thanh Hương gật đầu Cô gửi cho Vi một ánh nhìn tin tưởng Sau đó cả hai người tiếp tục cười nói Cùng với các thí sinh khác Và cũng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra Thanh Hoa được bạn bè tặng hoa rất nhiều Cô ta ôm một vòng hoa lớn Nụ cười rạng rỡ và đầy cao quý Mặc dù chuyện vừa rồi Khi cho điểm cũng khá là xấu hổ nhưng mà cô ta đâu có sợ bởi vì cô ta biết được rằng sau ngày hôm nay với quyền lực trong tay thì cô ta sẽ thành công tốt đẹp và thanh hương chỉ còn lại là một cái tên có thể là tiếng xấu còn truyền tới muôn đời mà đối với cô ta thì chuyện hạ gục được thanh hương luôn là chuyện khiến cho cô ta vui sướng vạn phần đến nằm ngủ cũng thấy hà hê chỉ là niềm vui sướng còn chưa được bao lâu thì ở trên màn hình lớn lúc này bỗng dưng lại xuất hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ thay vì mọi người sẽ được xem phần thi của các thí sinh xuất sắc thì ngay lúc này đây trên màn hình lớn lại xuất hiện một đoạn video quay hình một người đàn ông lạ mặt mà điều khiến người ta chú ý hơn đó chính là lời nói của người đàn ông này trong đoạn video người đàn ông thừa nhận ông ta đã nhận tiền của giang thanh hoa để tông xe vi và giang thanh hương là Giang Thanh Hoa cho tiền tôi. Cô ta muốn tôi tông xe vào hai cô gái, một cô trong đó có tên là Thanh Hương, tôi đang còn nhớ. Chỉ tông xe và gây bị thương, nếu bị thương ở chân thì càng tốt. Cô ta bảo không được tông chết người. Lý do thì tôi không rõ, nhưng nghe nói là thi múa cái gì đó. Xin các người đừng giết tôi. Tôi đã khai ra cả rồi. Nếu muốn, tôi có thể ra làm chứng. Tôi nhất định làm chứng, tôi hứa. Nên bây giờ tha cho tôi đi mà. Đoàn nói chuyện kết thúc, sau đó còn chiếu thêm một đoạn video được ghi lại từ camera an ninh. Trong video chiếu lại toàn bộ quá trình, chiếc xe mô tô cố ý đâm xe vào Thanh Hương và Vi đang đi bộ trên vỉa hè. Đoạn video không quá sắc nét, nhưng mà điều gì quan trọng thì mọi người biết, mọi người đều biết cả rồi. Thanh Hoa lúc này cũng đã phát giác được tất cả mọi chuyện. Cô ta ôm đống hoa tươi, hai mắt mở cực kỳ to, ánh mắt như không tin được mà chằm chằm vào màn hình lớn kia làm sao có thể rõ ràng tên kia nói là không có ai điều tra hắn tại sao trong video hắn lại khai ra hết chứ còn sợ hãi như vậy là tại sao tại sao có điều lúc này không phải là lúc để cô ta hỏi những chuyện này bởi khi cô ta phát giác ra được là chuyện gì đang xảy ra thì mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trò bàn tán mọi người nhìn cô ta bằng một ánh mắt ghét bỏ và nghi ngờ những lời chê trách chất vấn lọt vào tai của cô ta khiến cho thanh hoa phát điên cô ta ôm bó hoa vào trong lòng điên cuồng lắc đầu cô ta nhất thời không biết thế nào để khống chế được cảm xúc của mình nên chỉ biết kêu ẩm ĩ không không phải tôi tôi không biết người đàn ông kia là ai cả tôi không hãm hại thanh hương tôi không có tất cả là giả dối có người muốn hại tôi có người muốn hại tôi chỉ là dù cho cô ta có gào lên giải thích tức hàn cổ Thì cũng không ai tin cô ta Mọi người là tin vào bằng chứng Tin vào đoạn video ghi hình Tin vào sự thật Mà mọi người vừa mới được nhìn thấy Hình ảnh đại tiểu thư thanh khiết Hiểu lòng người Đã tệ lắm Nay lại còn tệ hơn trong mắt mọi người Cái gì mà cao quý thanh khiết Cái gì mà thuần lương trong sáng chứ Giang Thanh Hoa là một kẻ xấu Đội lốt thiên thần Là một người có nhân phẩm kém là một viên đá quý bị lỗi. Dám dưới mí mắt của pháp luật mà chủ mưu hãm hại người sao? Giang Thanh Hoa muốn một tay che trời hay sao? Đúng là cái đồ quá quắt. Màn hình lớn phía sau vẫn không ngừng chiếu, cứ hết chiếu đoạn video xe mô tô tông vào Thanh Hương và Vi, lại phát đến giọng nói của người đàn ông đó, phát hết một lần lại phát thêm một lần nữa. Mãi đến lần phát thứ tư mới có người dừng chiếu. Màn hình lớn vừa mây tắt, trong hội trường cũng đều im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía sân khấu, đến trước mắt còn không dám, bởi vì họ sợ mình lại bỏ qua một thông tin nào đó giật gân. Thanh Hương đứng bên cạnh Vi, sắc mặt của cô lạnh như băng, không hề diễn, đây đều là cảm xúc thật của cô. Giang Thanh Hoa, chuyện này là như thế nào? Là cô thuê người, tông xe tôi và Vi có phải không? Mặt mày của thanh hoa hết trắng rồi đến xanh. Cô ta ôm lấy bó hoa tươi, thân thể cứng nhắc, run rẩy. Không, không, tôi, tôi không có. Tôi không thuê ai cả. Là có người muốn hại tôi, có người muốn vu ăn cho tôi. Không phải tôi, không phải tôi. Vì chính là nạn nhân trong video vừa chiếu, cô ấy rất lo lắng, đang cố gắng nín nhịn bấy lâu nay. Bây giờ có cơ hội đem được sự thật ra phơi bày. Cô ấy làm sao có thể chịu buông tha, cho cô gái tên là Thanh Hoa này một cách dễ dàng chứ? Cô vừa nói gì cơ? Vu An cho cô sao? Nếu cô nói là Vu An cho cô, vậy thì được, chúng ta báo công an đi. Lúc đó ai bị oan, ai không bị oan là rõ ràng ngay thôi. Thanh Hoa kinh hãi, báo công an sao? Không được, nếu như báo công an thì cô ta chết chắc, cô ta không muốn. Thanh Hương và Vi không có bàn trước nhưng thanh hương hoàn toàn ủng hộ ý kiến này của vi báo công an ngay bây giờ đi để công an người ta vào cuộc điều tra nhân chứng vật chứng đều có đủ nếu như cô vô tội thì công an sẽ chứng minh sự trong sạch cho cô thanh hòa cắn răng chịu đựng trên mặt cô ta không còn một chút máu cô ta sợ tới mức muốn ngã quỷ Chẳng nghĩ vạn nghĩ cô ta cũng không thể nào ngờ được rằng lại có ngày hôm nay tại giây phút này trước mặt bao nhiêu con người chuyện xấu mà cô ta làm cứ như vậy bị vạch trần toàn bộ rõ ràng là cô ta rất cẩn thận tính toán đâu vào đó cơ mà không để lại một chút sơ hở nào cơ mà vậy mà không hiểu tại sao lúc này nhân chứng vật chứng lại có đủ chứ tất cả chuyện này chẳng nhẽ là do một tay giang thanh hương bày ra Lúc nãy ở trong cánh gà Chính miệng Thanh Hương hỏi cô ta Là có làm ra chuyện gì Gây hại tới Thanh Hương hay không còn gì Nhưng mà từ lúc nào Thanh Hương lại có thực lực mạnh đến như vậy Không thể nào Không thể nào Những người có mặt trong hội trường Đều gom hết về phía sân khấu Sau khi nghe Thanh Hương và Vi muốn báo công an Thì những người kia Cũng liền góp ý kiến Đúng rồi đấy Nên báo công an đi chuyện này là chuyện lớn đấy, có liên quan đến an nguy của mạng người thì nên báo công an. Nếu Sang Thanh Hoa bị người ta đổ oan thì công an sẽ tìm lại sự trong sạch cho cô ấy. Tôi thấy báo công an là việc làm đúng đắn nhất rồi đấy. Báo đi báo đi. đúng rồi, báo công an đi. Sư phụ Lưu cùng với ban giám khảo ban đầu không định xen vào chuyện này, nhưng mà khi nhìn thấy khán giả đang còn nán lại quá nhiều, ông không thể nào xem như không có chuyện gì ơn nữa vừa rồi là có người cố tình muốn hại Hắc Vân mà ông yêu thích, ông thực sự không thể nào làm ngơ. Bước lên sân khấu, sư phụ Lưu đứng giữa, ông cũng đồng tình với ý kiến báo công an của Vi. Mọi người, mọi chuyện đã thành ra như thế này. Nếu như Thành Hoa vẫn nói là cháu bị oan, thì cứ để công an vào cuộc, trả lại sự trong sạch cho cháu. Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu cháu không làm thì cũng không cần phải sợ không ai làm gì được cháu đâu bà hồng hay tin con gái có chuyện bà ta liền xuất hiện bà trước là nhìn thanh hoa nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của con gái bà ta liền hiểu ra mọi chuyện lại quay sang nhìn thanh hương nhìn một mảnh lạnh lẽo tỏa ra từ mắt cô lòng bà lại rối rắm và phức tạp một bên là con nuôi một bên là con gái ruột bình ai bỏ ai thì đều mang về phiền muộn cho bà Đi tới trước mặt sư phụ Lưu, bà Hồng không giấu được sự bối rối. Bà cũng là bất đắc dĩ trong cái trường hợp này. "Thầy Lưu à, chuyện này thầy cứ để em đứng ra giải quyết, thành hòa với Thanh Hương và Vi đều là học trò của em. Em đưa bọn nhỏ về để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Sau khi có kết quả, em báo cho thầy, chắc chắn là em sẽ cho thầy một câu trả lời thỏa đáng nhất ạ." À? thầy lưu rõ ràng nhìn ra được ý tứ của bà hồng thái độ của thầy dần dần nghiêm lại chuyện đã thành ra như thế này hay là cứ giải quyết ở đây đi ba mặt một lời để cho mọi người cùng rõ bà hồng nghe xong có phần hơi hốt hoảng liếc sang thấy con gái ruột mặt trắng bệch muốn khóc tới nơi bà lại phải tìm cách đem chuyện này lắng xuống à em em cũng muốn làm như vậy cũng muốn mọi chuyện rõ ràng để không thiệt thòi cho bọn nhỏ, nhưng mà ngày mai là đêm thi chung kết rồi, bây giờ mà báo công an thì rắc rối lắm mà, sợ còn ảnh hưởng đến phần thi ngày mai của mấy đứa nó. Thầy, thầy cứ để em hỏi chuyện tuổi nhỏ cho rõ ràng rồi sau đó em báo cho thầy biết. Chắc chắn em không làm thầy phiền lòng đâu ạ. À? Lúc này một vị trong ban giám khảo chính cũng nói với bà Thu Hồng. "Chị Hồng nói có lý." bây giờ mà gọi công an tới thì phiền lắm lại làm điều tra rồi lấy lời khai ảnh hưởng đến tinh thần của các thí sinh trước cứ nghe theo chị hồng đi ạ à, để chị ấy nói chuyện riêng với các thí sinh em nghĩ là chị hồng sẽ có cách giải quyết công bằng nhất cho chuyện này đi ạ à? thầy lưu làm sao có thể không hiểu chứ thầy cũng không định báo công an thật vào ngay lúc này đâu có điều nạn nhân trong vụ việc này lại chính là thanh hương và vi thầy không thể nào không hỏi ý kiến của hai người họ mà thay họ tự quyết định được. Thanh Hương này, um, em có đồng tình với ý kiến của mẹ em không? Thanh Hương cứ vờ như đang suy nghĩ. Cô nhìn vào mắt của bà Hồng, đắn đo khoảng vài giây, sau đó cô mới quyết định lên tiếng. Dạ, em em tin mẹ em ạ à? thầy Lưu gật đầu, thầy quay sang nhìn Vi, vẫn là một câu hỏi cũ. Vì này còn em thì sao? Em có đồng tình với ý kiến của sư phụ em không? Dạ vâng, em cũng đồng ý. Em cũng tin sư phụ sẽ lấy lại công bằng cho em. Bà Hồng nghe Thanh Hương và Vi chịu tạm thời bỏ qua chuyện này. Trong lòng của bà yên tâm rất nhiều, tâm trạng cũng được thả lòng đôi chút. Bà chỉ lo nếu hai đứa nhỏ này không chịu bỏ qua thì rất khó cho con gái ruột của bà. Dù biết con gái ruột của bà chắc chắn là sai, nhưng bà là một người mẹ làm sao có thể nhìn con ruột của mình sắp chết mà không cứu chứ sau khi có sư phụ lưu và bà hồng dàn xếp câu chuyện tới đây thì giải tán sau đó bà hồng đưa thanh hoa thanh hương và vi vào trong để hỏi chuyện cho rõ ràng thanh hương đi vào trong phía dưới bàn giám khảo danh dự vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi vũ đào ngồi trên ghế ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai của thanh hương tâm trạng của anh thực sự không tốt cho lắm những chuyện thanh hương muốn anh đều ủng hộ cô chỉ là anh sợ cô gái nhỏ của anh lại phải chịu đựng sự oan ức chịu thiệt thòi mẹ của thanh hoa không đồng ý để cho công an vào cuộc điều này chứng minh được rằng bà ấy đang muốn bảo vệ cho thanh hoa trước mặt nhiều người bà ta còn muốn bảo vệ thanh hoa bất chấp vậy thì đừng nói đến khi chỉ có vài người cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người Vũ Đào, nằm lòng vốn là định rời đi, nhưng không hiểu tại sao anh lại nán lại thêm vài giây. giọng nói không lớn không nhỏ, khóe môi hơi cong, anh cố tình nói cho Vũ Đào nghe thấy. Thành Hương bản lĩnh hơn anh nghĩ nhiều, anh cứ yên tâm đi. đột nhiên nghe được những lời này, Vũ Đào có chút ngạc nhiên, chỉ là rất nhanh sau đó anh đã bình thường trở lại. Anh nhìn Nam Long gật đầu nhẹ một cái Giọng nói vừa trầm vừa uy vang lên Ừ Cảm ơn Nam Long gật đầu Sau đó xoay người rời đi Vệ sĩ liền hộ tống anh rời khỏi hội trường Ánh mắt dừng lại trên người Nam Long chỉ vài giây Sau đó liền khôi phục lại hoàn toàn Hơi thở anh trở nên thanh lãnh Giống như trước giờ vẫn vậy Vũ Đào quay sang bạn của mình Các cậu về trước đi Tôi ở lại đợi cô ấy thiệu phong và mọi người đều đồng ý bọn họ cùng nhau rời khỏi hội trường sau đó mỗi người một xe rời đi chỉ còn duy nhất xe của vũ đào còn đậu ở lại trong phòng thay đồ gần sân khấu lúc này chỉ có bà hồng và ba cô con gái bà cũng hỏi chuyện thanh hoa ban đầu con gái của bà sống chết đều không nhận nhưng sau một hồi ba mặt một lời thì cô ta không còn chối được nữa cuối cùng cũng chịu nhận tội thanh hoa vừa khóc lóc vừa kề lề Cô ta viện lý do là do cô ta lo lắng Thanh Hương và Vi sẽ vượt mặt cô ta nên cô ta mới làm như vậy. Cô ta còn nói rằng cô ta chỉ muốn làm Vi và Thanh Hương bị thương chứ không muốn giết người. Thanh Hương nghe những lời biện minh này mà cô cảm thấy buồn cười hết sức. Cái gì? Chỉ là muốn làm bị thương chứ không muốn giết người sao? Nghe từ bi quá nhỉ? Bà Hồng nhìn con gái khóc lóc tới lệ đẫm mặt. Bà vừa tức giận lại vừa đau lòng. Bà rõ ràng không đồng tình với hành vi này của Thanh Hoa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà liền có chút bất mãn với Thanh Hương. Bà đồng ý chuyện này là do Thanh Hoa sai, nhưng mà thay vì công bố tất cả cho thiên hạ biết thì Thanh Hương có thể gặp riêng bà để tố cáo cơ mà. Bà đâu phải là người hồ đồ, Thanh Hương làm như thế này là hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của bà. Thanh Hương à, mẹ biết, còn với cái vì là chịu thiệt thòi Mẹ biết hai đứa sợ hãi. Nhưng mà con có thể gặp mẹ để tố cáo Thanh Hoa. Thay vì con làm như vừa rồi. Nếu như để chuyện ngày hôm nay truyền ra bên ngoài thì không chỉ con và Hoa Hoa mà tới cả nhà họ Giang cũng bị liên lụy. Trời ơi! Liệu con có nghĩ tới hậu quả này không? Thành Hương một mảnh lãnh đạm. Có lẽ đoán được thái độ này của bà từ trước nên cô chẳng mày may khó chịu. Ngược lại cô còn cảm thấy rất bình tĩnh Vậy tại sao? Khi Thanh Hoa thuê người hại con và Vi, nó lại không nghĩ tới hậu quả, mà mẹ lại muốn con phải nghĩ tới hậu quả cho nó. Mẹ à, là nó, nó là chủ mưu, mưu sát người đấy mẹ. Không phải chỉ là mấy cái trò vặt vãnh, không gây hại tới ai. Nếu hôm đó Vi không gặp may mắn, thì ngày hôm nay cô ấy chẳng thể nào đứng đây. Bà thi thố cuộc thi này, mẹ có hiểu không ạ? Thanh Hoa mặt mũi tèm lem, cô ta khóc đến đỏ bừng mặt, run rẩy hỏi thanh hương vậy vậy là chị nhận chính chị là người chiếu cái đoạn video đó có phải không là chị tất cả là chị có phải không thanh hương định xác nhận thì vi lại nhanh hơn một nhịp là tôi là tôi làm chẳng liên quan gì đến thanh hương cả tôi biết nếu tôi đưa bằng chứng này cho sư phụ thì sư phụ nhất định là bảo vệ cho cô vậy nên tôi phải làm như thế Thành Hương đưa mắt nhìn Vi, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Vi, biết vì muốn bảo vệ cô, trong lòng cô thực sự cảm kích. Thực ra thì cô có thể nhận là cô làm, chuyện này cũng không có gì là không thể nhận, nhưng nếu như Vi nói như vậy thì cô cứ để như vậy, hơn nữa cô cũng có cách để bảo vệ sự an toàn cho Vi. Bà Hồng nhìn hai cô con gái trước mặt, tâm trạng của bà hỗn loạn, vừa giận lại vừa lo. Bà khổ não nhìn Thanh Hương, giọng nói của bà đầy phiền muộn. Thanh Hương à, mẹ biết là con không tin mẹ, nhưng mà chuyện này vỡ lở ra còn ảnh hưởng đến gia đình mình mà con. Ngày hôm nay mọi thứ đều loạn lắm rồi, bây giờ còn truyền ra tin tức này, mẹ không biết đến ngày mai thì sự việc còn tiến triển đến mức độ nào. Ý của mẹ là không phải là mẹ muốn bao che cho Hoa Hoa nhưng nếu như con nói riêng chuyện này với mẹ thì mẹ phải có cách khác để giải quyết không bao giờ để mọi chuyện diễn biến xấu theo hướng bất lợi cho nhà mình như thế này con hiểu chứ tâm lý của thanh hương rất cứng cô không hề bị dao động phòng thái luôn sừng sững vậy nếu như con nói riêng chuyện này với mẹ thì mẹ giải quyết thế nào ạ à? mẹ bắt thanh hoa xin lỗi vi một lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện sao mẹ hoặc là mẹ bắt thanh hoa rút khỏi hội thi này mẹ có làm được như vậy không mẹ thanh hoa là con gái ruột của mẹ mẹ làm sao nhẫn tâm để cho cô ta chịu khổ chịu thiệt thòi con hiểu chứ con hiểu hết mà nếu như con nói chuyện này với mẹ thì mẹ lại như trước đây mẹ lấy công ơn nuôi dưỡng con ra mà mẹ bảo vệ cho thanh hoa Mẹ nói rằng mẹ nuôi con 12 năm, mẹ xem con như châu báu mà nuôi dưỡng con. Trong khi đó Thanh Hoa phải chịu sống, cảnh đầu đường xó chợ rất đáng thương rất thiệt thòi. Rồi mẹ lại dỗ dành con, mẹ bảo là con nên vì nhà họ Giang, vì ơn cưu mang mà bỏ qua cho Thanh Hoa thêm một lần nữa. Chắc là mẹ lại tiếp tục hứa hẹn là dạy dỗ lại Thanh Hoa, để nó không động đến con chứ gì. Nhưng mà Nhưng rồi sao à mẹ Thanh Hoa nó vẫn chứng nào tật đấy Đâu phải là mẹ không biết 7 năm về trước Con phải chịu oan khuất như thế nào Thanh Hương à Mẹ Bà Hồng rối rắm Mí mắt chớp liên tục Thanh Hương lắc đầu Trong mắt của cô vô thức Xoẹt qua một tia không cam lòng Cô nói tiếp Cái bài thi xuất sắc của Thanh Hoa ngày hôm nay chính là được xào trộn lại giữa bài thi của con và vi con không tin là mẹ không biết chuyện này mẹ mẹ không biết mẹ không biết thật bà hồng tuy nói là không biết nhưng thanh hương không tin cô biết tất cả mọi thứ mà mẹ nuôi cô đều biết chỉ là bà muốn nuông chiều che chở cho thanh hoa thôi vậy nên mọi chuyện thanh hoa làm dù tốt hay là xấu thì bà ta cũng luôn bảo vệ luôn là như vậy nói tới đây trong lòng thanh hương đột nhiên cảm thấy phiền cô không muốn tranh cãi ngắn gọn và xúc tích thẳng thắn và dứt khoát cô nói luôn bây giờ con cho thanh hoa hai sự lựa chọn một là giao chuyện này cho công an xử lý còn hai thì tự nó phải biết nó cần làm gì ngày mai là đêm chung kết rồi hơn nữa mẹ cũng cần có câu trả lời cho sư phụ lưu và mọi người con và vi tin tưởng vào mẹ thành hương nói xong cô không cần bà hồng và thanh hoa phải trả lời ngay cô kéo tay vi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con họ cho thanh hoa sự lựa chọn không phải là vì cô có tấm lòng vị tha mà chẳng qua là cô muốn bù đắp cho vi một chút trong chuyện này vi bị liên lụy vì cô hơn nữa vi còn tin tưởng cô tới mức như vậy Vậy nên cô muốn làm chút gì đó cho Vi. Chỉ cần Thanh Hoa rời khỏi cuộc thi này, vậy thì Vi chắc chắn sẽ là quán quân. Sau khi Thanh Hương đưa Vi rời đi, bà Hồng ngồi trong phòng rất lâu. Mai tới khi nghe thấy tiếng khóc của con gái, tôi đau hết cả đầu, bà mới nghiêm giọng ra lệnh cho con gái. chung kết đêm mai, con không cần phải thi nữa, Dường chân ở top 10. Thành tiệu này đối với con, cũng là rất tốt rồi. Thành Hoa làm sao có thể chấp nhận. Cô ta nhảy dựng lên. Không, con không dừng. Con muốn là quán quân. Còn chắc chắn, con phải là quán quân. Mẹ à, Thành Hương ấy à, chị ấy chỉ hù dọa mẹ thôi. Chị ấy không dám làm gì đâu. Chị ấy không dám báo công an đâu mẹ. Nếu như muốn báo, thì chị ta báo rồi. Không cần chờ tới bây giờ. Mẹ, mẹ giúp con. Con đừng cãi mẹ. Con phải nghe mẹ Mẹ đủ phiền muộn vì con rồi Hoa hoa à? Không Con phải thi Họ đến chết Con cũng phải thi đến cùng Thành Hương muốn tranh giành với con Mẹ biết chuyện này mà Mẹ à mẹ đừng sợ Con sẽ giành quán quân đem về tặng mẹ Thành Hương nợ mẹ ân tình Chị ta không dám làm gì con đâu Mẹ đừng lo Bà Hồng nhìn đứa con gái Đầu óc tuy thông minh nhưng lại quá hơn thua ngang bướng này Bà thực sự thấy rất bất lực Mặc dù thương con Và tiếc cho con Nhưng có vài chuyện Bà đã nhìn ra được Vậy nên bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức Mà cứu vãn thanh danh cho con gái Con cầm miệng đi Mẹ bảo rồi Dừng là dừng Con không được cãi mẹ Thanh hương Nó bây giờ không còn là thanh hương của 7 năm về trước Nếu con còn muốn sống tốt thì biến về nhà ngay cho mẹ nhanh lên Thành hương bây giờ đúng là không phải là đứa con gái luôn hiểu chuyện của bà bảy năm về trước nữa nên bây giờ bà phải hành động thôi vì được thanh hương kéo ra ngoài nghĩ đến chuyện vừa rồi bên trong căn phòng kia vì thực sự không nhịn được cô ấy đau lòng hỏi thanh hương hương à từ trước tới giờ cậu luôn bị thiệt thòi như vậy sao Thanh Hương biết vì muốn nói gì, cô thực lòng rất cảm kích, tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai bạn để chấn an. Cô cười và nói tiếp: Không sao đâu, tớ bình thường, cậu đừng lo. Vì đau lòng cho bạn mình là thật, cô biết sư phụ Hồng thiên vị cho Thanh Hoa, cô cũng có thể thông cảm được sự thiên vị đó của bà ấy. Nhưng mà qua chuyện lần này, cô không còn thông cảm được nữa, trong lòng cô chỉ có đau lòng thay cho Thanh Hương mà thôi là Thanh Hoa làm sai rành rành nhưng sư phụ Hồng vẫn tìm cách đổ một phần lỗi lên đầu của Thanh Hương. Chuyện này rõ ràng là không công bằng. Thanh Hương à, tớ ôm cậu một cái có được không? Thanh Hương thoáng sững sờ, cô trước giờ không có thói quen thân mật với người khác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ và đau lòng của Vi, cô lại không có cách nào ngó lơ được. Sang tay ôm lấy Vi, Thanh Hương bắt trước vũ đào hay dỗ cô. Cô cũng dỗ bạn giống như vậy Tớ không sao đâu mà Tớ bình thường Tớ rất bình thường Cậu đừng lo Có được không Ừ Tớ biết Tớ không lo nữa Nhưng mà cậu Cậu phải nhớ Là tớ luôn bên cạnh cậu Cậu không chỉ có một mình đâu Cậu còn có tớ Nhớ chưa Ừ Tớ biết rồi mà Tớ biết rồi Hai cô gái vừa đi Vừa biện diện tỉ tê không ngừng Chủ yếu là Vi nói cho Thanh Hương nghe Thi thoảng cô còn gật gù Trông rất chăm chú Thanh Hương biết tình cảm của Vi dành cho cô Xuất phát từ thật tâm Vậy nên cô rất cảm kích Cũng vô cùng trân trọng Rời khỏi nhà thi đấu Thanh Hương đi tới chỗ xe của Vũ Đào Vừa nãy anh có nhắn tin báo với cô Anh đang ở đây Vậy nên xong việc thì cô liền tìm tới anh Mở cửa ngồi vào trong xe Còn chưa kịp nói được câu gì thì một thân ảnh to lớn đã ập xuống. Đôi môi mát lạnh của Vũ Đào áp chế chặt chẽ đôi môi của cô. Nụ hôn bất ngờ làm cho cô có chút không chuẩn bị kịp. Có điều cô đã quen với những hành động bất ngờ này của Vũ Đào. Vậy nên khi biết anh muốn hôn sâu, cô liền phối hợp, hai tay choàng lên ôm lấy cổ anh, mì mắt nhắm lại môi mở ra, cùng với Vũ Đào dây dưa quắn quýt đến quên cả trời đất. Hơi thở ban đầu còn thuần túy, Hôn đến một hồi trời đất điên đảo thì thân tâm cả hai đều không còn nguyên vẹn. Thân thể bắt đầu trở nên dạo rực. Vũ đào hít sâu vào một hơi, anh cố nén dục vọng đang cháy rực ở trong lòng. Môi dừng lại ở hõm xương quai xanh của cô. Dừng lại rất lâu rồi mới dám buông thân thể của cô ra. Sau khi chỉnh sửa lại áo cho cô, nhìn gương mặt của cô phiếm hồng, đáy mắt vũ đào như có một hố sâu thăm thẳm, dục vọng cứ nén chặt, đến thở mạnh cũng không dám giọng nói khàn đến mức khó nghe anh khỏi thanh hương mọi chuyện ổn cả chứ ừ ổn hết ạ à? mẹ nuôi em có làm khó em không không làm khó bà chỉ nói vài câu nhưng đều bị em bắt bè lại anh yên tâm dừng lại một chút thanh hương lúc này đột nhiên nhìn thẳng vào mắt vũ đào cô là hoàn toàn nghiêm túc còn có chút lo lắng anh không muốn hỏi em thêm chuyện gì sao vũ đạo nhướng mày anh biết ý của thanh hương là gì nhưng anh vẫn cố tình không nói thẳng còn chuyện gì nữa sao thanh hương nhìn anh cô do dự một chốc sau đó cuối cùng cô bắt buộc mình phải nói ra chuyện chuyện em là hắc vân anh không tò mò sao vũ đạo mỉm cười anh vén những sợi tóc đang rơi loạn vào nếp cho cô Em biết là nếu như em không muốn nói ra Thì anh không hỏi cơ mà Vậy bây giờ em nói cho anh biết Anh có muốn nghe không? Ừ, anh muốn Thành Hương sắp xếp câu chữ một chút Sau đó cô mới chậm rãi cất giọng Lời nói vô cùng rõ ràng Hạc Vân chính là em Vài năm về trước Trong lúc rảnh rỗi Em đã luyện múa Sau đó vu vơ đăng một đoạn video lên mạng cũng không nghĩ là mọi người lại yêu thích những bài múa của em đến vậy. Em trở nên nổi tiếng trên mạng sau bài múa hắc hóa, mà sự nổi tiếng này rõ ràng đến chính bản thân em cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Ban đầu em cứ định để như vậy, em nghĩ là dù nổi tiếng thì đâu có ai biết em là ai đâu. Nhưng mà vì em nổi tiếng một cách quá bí ẩn nên gây ra rất nhiều phiền toái. Em sợ cuộc sống của mình bị đào lộn, em sợ mọi người biết em là ai. Nên em quyết định xóa cái kênh Hắc Vân đó Sau đó em ẩn mình Không còn xuất hiện với cái tên Hắc Vân nữa Vũ Đào nhìn cô Anh lắng nghe rất chăm chú Không dám bỏ qua một chi tiết nhỏ nào Về Hắc Vân Vừa nãy trong lúc chờ cô Anh có xem qua một vài video múa của cô trên mạng Cô múa rất đẹp Lúc thì uyển chuyển, Lúc thì mềm mại Nhưng có lúc lại đầy mạnh mẽ và quật cường Cô giống như một thiên thần bị đầy xuống trần gian làm người phàm. Tuy là bị đầy, nhưng cốt cách cao quý, vẫn ẩn trong máu, vừa xinh đẹp, lại vừa kiêu hãnh. Cũng không phải là vì cô nên anh mới khen, nhưng mà thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Vân Múa, anh đã bị chấn động bởi cốt khí tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian của cô. Khi cô múa, cô giống hệt như một con chim phượng hoàng, đầy bí ẩn và cao quý. Phượng Hoàng là thần thú nên luôn kiêu hãnh và ngạo nghễ, mà vừa vặn Hắc Vân lại là một con Phượng Hoàng đầy kiêu ngạo như vậy. Mặc dù cô kiêu ngạo bí ẩn khiến người ta phải say mê, thế nhưng khi xem hết bài múa hắc hóa của cô, trong lòng anh lại cảm thấy như có thứ gì đó rất khó chịu, cũng rất là đau lòng. Anh nhìn cô từ một hắc vân với điệu múa đáng yêu rồi dần dần chuyển mình thành một hắc vân lạnh lùng cao quý. Trái tim anh như bị bóp nghẹt Hạc hóa Thật ra chính là một bài múa Diễn lại cuộc đời của cô Một cuộc đời bi thương Và chịu nhiều đau đớn Dù rất cố gắng Nhưng vẫn không kìm được cảm xúc trong lòng Vũ đào xoa xoa má cô Tay anh chạm vào làn da của cô rất nhẹ nhàng Nhẹ nhàng nhất có thể Hạc Vân đeo mặt nạ Là bởi vì em sợ người khác nhận ra em Hay là bởi vì còn nguyên nhân nào khác thành hương ngạc nhiên cô không nghĩ anh lại hỏi cô câu này cô đã từng nghĩ nếu để anh biết cô là hắc vân vậy thì anh chắc chắn sẽ hỏi đến đoạn thời gian cô mất tích bí ẩn kia chứ không phải là hỏi cô đeo mặt nạ vì mục đích gì hay chẳng nhẽ anh đã điều tra ra được chuyện gì rồi sao vậy cho nên anh mới hỏi cô như vậy vũ đào anh điều tra về em sao ừ anh có nhưng những gì mà anh biết không đủ so với những gì mà anh muốn biết thành hương mím chặt môi mắt cô chớp chớp vậy anh biết được gì rồi vũ đào không trả lời câu hỏi này anh vẫn xoa so má của cô nụ cười cưng chiều nhất có thể anh chỉ muốn em kể cho anh nghe lời nói từ miệng em mới là điều quan trọng còn nếu như em chưa muốn kể thì anh xem như là anh chưa biết gì Hương Hương à Anh luôn tôn trọng em Thanh Hương nhìn anh Cô nhìn vào mắt anh rất lâu Chỉ thấy đáy mắt của anh rất sáng Và rất sâu nữa Thật ra cô vẫn luôn muốn kể lại tất cả cho anh biết Về quãng thời gian 7 năm qua của cô Nhưng mà cô sợ Anh không chịu nổi Mà ra tay với nhà họ Giang Bởi vì thứ cô muốn Không phải là chỉ có sự trả thù mà cô còn muốn tìm ra cha mẹ ruột của cô, tìm ra thân phận thực sự của cô. Vì chỉ khi tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau muốn giết chết cô thì lúc đó sự thật mới được sáng tỏ. Vũ Đạo nhìn thấy được sự ái náy trong mắt Thanh Hương, thoáng chốc anh lại đau lòng, không muốn ép cô. Ôm lấy cô gái của riêng anh như muốn thảm cô vào trong ngực, không bao giờ muốn buông cô ra nữa. Không sao, không sao, không thể nói thì không cần phải nói ra, anh đều chờ được, chỉ cần em, em không rời bỏ anh nữa là được, còn lại tất cả đều nghe theo em. Thành Hương nghe đến hai chữ rời bỏ, hốc mắt cô ửng hồng, cô úp mặt vào vòng ngực rộng lớn của anh, không nói gì, càng không dám khóc. Vũ Đào đợi cô, đợi cô thêm một thời gian nữa thôi, rồi cô sẽ kể hết mọi chuyện cho anh biết, rồi cô kể hết những khổ đau mà cô đã từng gánh chịu. Vũ Đào à, đợi em nhé. Trước thềm chung kết hội thi Vũ khúc, Thanh Hương đến gặp ban tổ chức để xin rút khỏi cuộc thi với lý do sức khỏe không tốt, và sau đó là đến Thanh Hoa cũng xin rút khỏi cuộc thi. Nhưng khác với lý do của Thanh Hương, Thanh Hoa là không còn mặt mũi nào nên mới xin rút, chứ không phải là do sức khỏe có vấn đề như lời của bà Hồng nói. Tất nhiên lúc này không ai muốn điều tra xem lý do thực sự của Thanh Hoa là gì, bởi vì chuyện ngày hôm qua vẫn còn sờ sờ ra như vậy. Người không được thông minh thì cũng tự hiểu, chứ không cần phải ai phải nói. Sư phụ Lưu cực kỳ tiếc nuối về việc Thanh Hương rút khỏi đêm chung kết, nhưng lúc ông tới hội thi thì Thanh Hương đã ra về, vậy nên ông đành hết cách, chỉ đành xin hẹn gặp cô vào một dịp gần nhất. Hắc Vân là người mà sư phụ Lưu cực kỳ yêu thích cả về tài năng và phẩm hạnh. Nếu được thì ông muốn đưa Hắc Vân về công ty của ông. Chính ông sẽ bồi dưỡng cô thành nghệ sĩ múa nổi tiếng khắp thế giới. Vào đêm chung kết, Thanh Hương đã hứa với Vi sẽ tới ủng hộ cô. Nhưng đến gần sát giờ thi, phía Nam Long lại có chuyện. Cô bắt buộc phải tới thành phố A một chút. Cô đã nhờ người tặng hoa cho Vi. Chỉ tiếc là cô không được nhìn thấy khoảnh khắc vi tỏa sáng trên sân khấu. Bệnh viện quốc tế cao cấp nhất thành phố A, lúc Thanh Hương và Nam Long tới, thì tầng 3 của bệnh viện nơi mà Dương Nam Mẫn đang nằm, thì đã được phong tỏa từ sáng. Nhìn thấy Nam Long tới, chú của Nam Long liền đưa anh vào trong phòng bệnh. Thanh Hương tạm thời đứng bên ngoài, chưa thể nào vào thăm bệnh. Giang Nghị đã tới từ trước, vừa vào Thanh Hương đã nhìn thấy ông, vậy nên lúc này cô liền đi tới. Giang Nghị ngồi trên ghế sofa. Thanh Hương đứng xéo trước mặt anh. Cô đối với người đàn ông này luôn là sự kính trọng và tuân thủ. Dạ thưa chú Nghị, con về rồi. Giang Nghị là một tảng băng di động. Ở trong mắt người khác, Giang Nghị là một người không có cảm xúc và cũng chưa ai nhìn thấy ông cười bao giờ. Ngước mắt nhìn lên Thanh Hương, ông gật đầu, biểu cảm vẫn lạnh cóng như vậy. Ừm. Đợi chút nữa Rồi vào thăm bác Mẫn Thanh Hương gật đầu nghe lời Cô không ngồi xuống ghế Mà đứng bên cạnh Giang Nghị Giống như trước giờ vẫn thế Giang Nghị không bảo Thanh Hương ngồi ghế Mặt ông vẫn lạnh tanh Mà thực ra đây là điều bình thường Bởi nếu như Giang Nghị mà đột nhiên dịu dàng Thì mới là điều lạ lùng nhất Chuyện công ty ổn hết có phải không? Có gặp khó khăn gì không? À dạ, tất cả đều ổn không có khó khăn gì thưa chú. Ừm. Nam Long tuy thành phố để phát triển sự nghiệp, con ở gần đó, nhớ chăm sóc cho nó. Việc con muốn làm, chú không cản con, nhưng con đừng quên nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ Nam Long thật tốt. Dạ, con xin lỗi. Thời gian qua con hơi lơ là một chút, con sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không để bị chia phối bởi chuyện riêng nữa đâu ạ, à, thưa chú. Giang Nghị rất tin tưởng vào năng lực của Thanh Hương, cô là do chính tay ông bồi dưỡng, ông làm sao không biết rõ con người của cô. Thật ra trước kia lúc ông cứu cô, ngoài có duyên với cô thì ông còn muốn đào tạo cô thành ám vệ đặc biệt để theo bảo vệ Nam Long. Bởi vì ông thấy tuổi của Thanh Hương cũng sắp xỉ Nam Long mà Nam Long lại còn rất thích có một cô em gái, nhưng cũng không biết từ khi nào, ông lại dần xem cô là con cháu ruột thịt trong nhà còn giao vương an cho cô quản lý tin tưởng cô tuyệt đối vậy nên mục đích ban đầu của ông khi nhận nuôi cô ông thực sự không muốn nhắc đến nữa chỉ là trong lòng của ông ông vẫn lo lắng nam long không được bảo vệ tốt mà người ông tin tưởng nhất là thanh hương ông chỉ có thể yên tâm khi giao nam long cho thanh hương mà thôi nhắc nhở con thôi nam long cũng không phải là yếu ớt chói gà không chặt con không cần bảo vệ nó 24 trên 24. Chuyện của con, con cứ làm. Nhưng khi có sự cố xảy ra, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ, an nguy cho Nam Long. Dạ vâng, con rõ rồi ạ. À? Dừng lại một chút, Giang Nghị nhớ nhớ tới chuyện gì, ông đột nhiên hỏi cô. Hình như là con đang yêu đương với một người đàn ông. Cậu ta tên là Trần Vũ Đào, có phải không? Thành Hương bị câu hỏi này của chú Nghị dọa sợ không ít, nhưng đối mặt với ông, cô chỉ có thể thành thật trả lời. Dạ vâng, con muốn kết hôn với anh ấy. Giang Nghị nhíu mày, ông nhìn cô, chút cảm xúc lạ vừa xẹt qua đáy mắt. Giọng nói vẫn lạnh lùng cực điểm. Kết hôn ở tuổi này cũng không phải là quá sớm. Chú không ngăn cản con, nhưng thân thế của cậu ấy con tìm hiểu kỹ chưa? thân thế của Vũ Đào, cô làm sao có thể không biết? Cô gật đầu, ánh mắt ẩn chứa tia lo lắng. Dạ, con tìm hiểu kỹ rồi ạ. À? Ừ, vậy kết quả như thế nào? Dạ, con... Bảy năm về trước, tuy con chỉ là đứa con bị nhận nhầm của nhà họ Giang, nhưng trung quy thân thế của con sạch sẽ, được nuôi dạy tốt, xuất thân cũng không quá tệ có thể bước từ cửa nhà họ sang ra đi để gả cho trần vũ đào nhưng trong bảy năm qua thân thế của con là như thế nào xuất thân của con bị ảnh hưởng ra sao chú nghĩ chú không cần phải nói hết cho con con tự hiểu một đứa trẻ đi ra từ vương an thì trong mắt đã không giữ được sự thuần lương chưa nói đến bây giờ con đang là tổng giám đốc của vương an một tổ chức đen trắng song hành nếu như trần vũ đào chỉ có họ trần thì không còn gì để nói nhưng cậu ta còn có họ lê mà họ lê lại chính là dòng dõi quân nhân cao quý nhất ở cái thành phố ông ngoại của cậu ta chính là cố đại tướng với bối cảnh hùng hậu như vậy con nghĩ con và vũ đào vẫn có kết quả với nhau sao bọn họ sẽ chấp nhận con một đứa con dâu một đứa cháu dâu xuất thân từ tổ chức đen bước ra sao Thanh Hương nghe những lời này mà trái tim cô đau nhức. Những điều này cô đều biết rõ. Chẳng qua là cô luôn tự lừa dối và trấn an bản thân mình. Trấn an là cô và Vũ Đào chắc chắn sẽ có tương lai. Giang Nghị nhìn gương mặt xám xịt của Thanh Hương có mấy lời cảnh tình nặng hơn nữa định nói ra nhưng cuối cùng ông đành phải nhịn xuống. Ngữ khí dễ nghe hơn một chút. Ông tiếp tục. Con lớn rồi, tự con suy xét mà giải quyết nếu phía lê gia kia chấp nhận được thân thế của con thì chú không có ý kiến gì miễn sao con đừng liên lụy tới vương an là được còn nếu như lê gia không đồng ý vậy thì chú cũng không hy vọng con quỵ lụy tới mức không phân biệt được đâu là sống đâu là chết mạng này của con giữ được là do chú cứu chú không muốn nhìn thấy thành quả từ bi của mình bị hủy hoại vì cái thứ tình cảm không đáng giá của nam nữ hiểu chứ Sạc mặt của Thanh Hương vô cùng nặng nề. Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời là cô đã hiểu. Nói chuyện thêm một lúc nữa, thì quản gia của nhà họ Dương gọi Thanh Hương đi vào thăm ba của Nam Long. Thanh Hương rời đi, trong gian phòng chờ lúc này, chỉ còn lại thân ảnh cao to của chú Giang Nghị đang ngồi đó. Giang Nghị nhìn theo bóng lưng của cô gái, mà ông xem như là con gái ruột trong lòng vô thức xích ra một cỗ phiền muộn người ngoài nói rằng ông vô tình không có tình người thế nhưng làm sao bọn họ có thể biết được là ông vẫn đã và đang bảo dưỡng cho một đứa trẻ bất hạnh hết lòng hết dạ chứ nhặt được thanh hương lúc đó trên người cô toàn là vết thương lớn nhỏ có đủ hơi thở của cô dần dần thoi thóp tưởng chừng như không thể nào sống được là chính ông đưa cô về cứu mang cứu chữa nuôi dưỡng cô đào tạo cô thành một phiên bản tốt nhất như chính phiên bản của cô ngày hôm nay. Giống như trồng một mầm cây, lúc nào cũng chỉ muốn cây phát triển thật tốt, nào muốn cây bị đau yếu, bệnh tật bao giờ. Ông cũng từng ngỏ ý với Nam Long về việc gửi gắm Thanh Hương cho Nam Long, nhưng Nam Long chỉ xem Thanh Hương là em gái, làm cho chú ý vừa rồi nhen nhóm, liền bị ông dập tắt hoàn toàn. Nhưng dù vậy thì ông vẫn có thể tìm cho Thanh Hương một người chồng tốt, miễn không phải là người có xuất thân quá chính thống như Trần Vũ Đào. Tương lai ông lại sao hết Vương An và cả tổ chức đen mà ông đang nắm giữ lại cho Thanh Hương. Vậy nên Thanh Hương không thể nào là con dâu của nhà đại tướng. Thực sự chuyện này là không thể. Dương Nam Mẫn là ba của Nam Long, người đàn ông quyền lực cầm trịch dương gia của thành phố A. Mấy năm gần đây sức khỏe của ông Mẫn suy yếu, thường xuyên phải nhập viện để theo dõi, lần này nhập viện cũng là do bệnh cũ tái phát, nhưng tình hình có vẻ nặng hơn những lần nhập viện trước. Thành Hương nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, tâm trạng của cô thực sự không được tốt. Bác Mẫn và chú Nghị là hai người đàn ông mà cô vô cùng kính trọng, trong quãng thời gian 7 năm qua, bác Mẫn yêu thương cô vô cùng còn từng muốn nhận cô làm con gái nuôi nhưng cô thực sự không dám nhận lúc cô gặp bác mẫn lần đầu tiên bác vẫn là người đàn ông uy quyền đậu đội trời chân đạp đất vậy mà bẵng qua mấy năm sức khỏe của bác càng ngày càng suy yếu cuối cùng là xuống dốc như vậy ngồi cạnh giường bệnh thanh hương nhìn ông mẫn cô cố gắng nở một nụ cười lời nói thật là dịu dàng với ông bác mẫn gần đây con luyện chơi cờ nhiều năm lần này về phải chiến đấu với bác bảy bảy bốn mươi chín trận mới được bác về khỏe mạnh nhá nếu không ấy con lại đi đấy không ai chơi cờ với bác đâu ông mẫn tuy không được khỏe nhưng khi biết thanh hương về cùng với nam long để thăm ông thì ông vui lắm ông cảm thấy hơi đau lòng cho đứa nhỏ đáng thương này ông biết hoàn cảnh của thanh hương và biết đứa nhỏ này phải nỗ lực và cố gắng nhiều như thế nào để có được ngày hôm nay. Thực ra ông vẫn luôn muốn nhận cô làm con gái nuôi, chỉ là cô mãi không dám đồng ý. Đối với Thành Hương, ông vẫn luôn nhẹ nhàng, cứ như một người ba đối với con gái vậy. Ngày mai nhá, ngày mai tôi đánh cờ với bác, hôm nay thì muộn rồi. Bác sĩ không cho bác thức đánh cờ với con. <laughs> dạ vâng, vậy con hẹn bác ngày mai, sáng mai con tới sớm con sẽ mua bánh bao và sữa đậu nành ở tiệm hưởng ký cho bác nhé ờ à, được 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 vừa hay bác đang thèm bánh bao của hưởng ký đây nói thêm vài câu chuyện nữa thấy bác mẫn có dấu hiệu muốn đi ngủ thanh hương liền tìm cớ ra ngoài gặp nam long trước khi đi cô vẫn không quên vén chăn chu đáo cho bác rời khỏi phòng bệnh thanh hương hỏi quản gia nam long đâu quản gia nói rằng anh bước ra ngoài kia hóng mát cô liền đi tìm anh lúc cô đến nam long đang hút thuốc lá người anh tựa vào thanh sắt hành lang cũng chẳng nhìn ra được vui buồn chỉ là cô biết người đàn ông này đang chất chứa nhiều tâm sự bởi nếu không có tâm sự thì anh cũng không bao giờ hút thuốc đi tới bên cạnh cùng tựa lưng vào thanh sắt cô nhìn anh và nói tiếp hút thuốc ngon thế cơ em xin một điếu nào à gan to Thanh Hương cười rất tươi Cô không bắt Nam Long dập điếu thuốc Cô đứng bên cạnh anh im lặng một lát Sau đó mới nhẹ giọng An ủi anh Em không biết dỗ dành người khác đâu Anh đừng có ủy mị như vậy Bác Mẫn chắc chắn là không sao Anh tin em đi Anh trốn ở đây hút thuốc một mình Bác Mẫn mà biết Bác gây cười anh thối đầu Kể từ lúc Thanh Hương xuất hiện Nam Long đã thu lại hết tất cả phiền muộn vào trong lòng Vừa rồi ba anh có nhắc về chuyện muốn nhận cô làm con gái. Đây cũng là tâm nguyện của ông, vậy nên anh nghĩ là anh nên nói gì đó để thuyết phục được cô. Sáng vẻ tiêu sái hiện ra, Nam Long dập điếu thuốc quăng vào giọt rác. Anh phủi phủi không khí xung quanh cơ thể mình, sau đó mới nói chuyện với cô. Hết mùi thuốc chưa? Ừm, uhm, anh sợ bị ám mùi mà còn hút. Đầu anh chứa đất đi à? Này, nhóc con, nói chuyện với anh như vậy đi à? chỉ với vài câu thoại ngắn ngủi, tâm trạng của Nam Long đã tốt lên rất nhiều. Anh biếng nhác, khoang tay trước ngực, giọng nói thanh thanh vang lên. Sức khỏe của ba anh biết, con người ai rồi cũng đến điểm đích. Ba anh không phải là ngoại lệ. Thành Hương xoay người sang nhìn anh, với góc nhìn này, cô có thể bắt chọn được ánh nhìn chua xót trong ánh mắt của anh, trong trí nhớ của cô. Nam Long luôn là một bộ dạng đẹp trai tiêu sái và thong rong, thật hiếm để nhìn thấy một mặt nặng nề này, của anh. Thật không biết phải nói gì để an ủi, cô trước giờ chưa từng là người có miệng lưỡi, trong đầu suy nghĩ thế nào thì miệng cô nói ra như vậy. Giữa cô và Nam Long vẫn luôn thoải mái như vậy. Thiếu gia, anh suy có vẻ cuốn hơn cả lúc bình thường đấy. Hay là anh thay đổi hình ảnh đi Chắc chắn thiếu nữ xếp hàng dài hàng dài Cả ngàn cây số ấy chứ Chỉ để được nhìn thấy gương mặt này của anh thôi Sao thế? Chồng anh suy thế này Em động lòng với anh rồi hả? Anh chưa bao giờ ngầu bằng vũ đào nhà em nhé Vũ đào nhà em cơ đấy Kinh kinh Chưa gả đi mà như vậy rồi Không biết nếu như gả đi rồi Thì em còn nhớ tới người anh trai này hay không? Dừng lại một chút Nam Long thừa cơ hội Anh nói luôn Nhưng mà theo anh biết thì chú nghĩ Sẽ không đồng ý chuyện của em và Trần Vũ Đào đâu Sao anh lại nói như vậy? Thanh Hương nhíu mày giọng của cô nghiêm Nam Long nhún vai Thái độ của anh ung dung và nhàn nhã Em biết mà Còn hỏi anh sao? Thân thế của Vũ Đào quá chính thống Em với cậu ta Không môn đăng hộ đối Bình thường Thanh Hương và Nam Long là một đôi chó mèo khắc khẩu, Thanh Hương cũng chưa ngán việc cãi nhau với Nam Long bao giờ, chỉ là những lời mà anh vừa nói ra lại quá đúng, làm cho cô nghẹn lòng. Có muốn cãi cũng không biết nên cãi như thế nào với anh. Thấy bộ dạng nghẹn chết của Thanh Hương, Nam Long khoái chí, vui vẻ nói tiếp. Ngay từ đầu khi điều tra về xuất thân của Vũ Đào, thì anh đã nhắm đến kết quả này. Sự đoán của anh chưa bao giờ sai Nghĩ đúng là tiếc thật Anh thấy Trần Vũ Đào đối xử với em rất tốt Mà anh cũng rất hài lòng về cậu ta Chẳng qua là Thôi Thật tiếc cho hai đứa Thành Hương nghe không nổi mấy lời này Lại còn dưới cái miệng chân chu của Nam Long nói ra Lòng cô đã phiền Bây giờ lại càng phiền hơn Anh nói ít một chút Không ai bảo anh bị câm đâu Này chú nghị nhắm em cho một mối khác rất ngon có điều không đẹp trai bằng chân vũ đào của em tất nhiên lại càng không đẹp bằng anh nhưng mà nếu như em muốn anh long anh nói nhiều quá rồi đấy thành hương thực sự không muốn nói về chuyện này nữa bởi dù có nói nhiều thì cũng không giải quyết được gì lại còn tốn nước bọt nghe nhiều còn đau đầu vậy nên tốt nhất là quên đi để cô tự tìm cách giải quyết chỉ là nam long dường như không có ý muốn buông bỏ. Ngay lúc Thanh Hương gần mất đi kiên nhẫn, thì Nam Long lại thả cho cô một chiếc phao cứu sinh trong dòng nước lũ. Nhưng mà nếu như anh nói anh có cách để em và Trấn Vũ Đào đến được với nhau, thì em nghĩ sao nào? Anh... anh có cách á? Ừ, tất nhiên, anh có cách. Mà cách này đơn giản lắm, chỉ cần em gật đầu đồng ý là được lời nói sặc mùi rũ rỗ kèm theo ánh mắt tràn đầy tự tin của nam long trong đầu thanh hương bỗng lóe lên một suy nghĩ mà nam long sau khi nhìn thấy được vẻ mặt hiểu chuyện của cô anh liền khoác vai cô cười đến đẹp trai chết người sao thế làm em gái của anh danh chính ngôn thuận trở thành đại tiểu thư của dương gia quá là môn đăng hộ đối với trần vũ đào mặc dù dương gia cũng không gọi là sạch sẽ nhưng mà ít ra thì sạch hơn tổ chức đen của chú Nghị. Mà ở cái thành phố A này thì còn ai dám qua mặt Dương Gia mà ngang vai ngang vế được với Lê Gia chính thống chứ. Bé con này, em cứ suy nghĩ đi, cơ hội chỉ có một thôi đấy. Nhưng nói trước là anh sắp hết kiên nhẫn rồi, em phải mau mau lên một chút. Vừa nói Nam Long vừa khoác vai Thanh Hương kéo đi Cũng không thiếu cái miệng dèo ngọt của anh Luyên thuyên suốt Ở bên tai cô, dụ dỗ cô không ngừng Nam Long rất muốn nhận Thanh Hương làm em gái, vừa là tâm nguyện của ba anh, cũng là mong muốn của anh. Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ có một cô em gái thôi mà anh cảm thấy rất vui rồi. Nếu còn là em gái Thanh Hương nữa thì thực sự quá tốt. Thanh Hương trước giờ không quá mong cầu về danh lợi, vậy nên trước kia dù bác mẫn có ngỏ ý vài lần nhưng cô đều khéo léo từ chối. Thân phận đại tiểu thư của Dương gia rất cao quý, cô chỉ là một đứa trẻ không người thân không tìm ra gốc gác thực sự là cô không dám trèo cao có điều nếu như trước kia là cô không ngần ngại từ chối chỉ là bây giờ cô bắt đầu có phần do dự nam long nói đúng nếu như cô lấy thân phận là đại tiểu thư của dương gia mà gả cho nhà vũ đào thì không cần sợ hai bên không môn đăng hộ đối nhưng nếu như trở thành đại tiểu thư của dương gia thì chuyện này Cô phải suy nghĩ kỹ lại mới được. Chuyện ở thành phố bỏ lại sau đầu. Thanh Hương gọi điện báo cho Vũ Đào yên tâm trước. Sau đó cô toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bác Mẫn. Trước kia mỗi lần bác Mẫn bị bệnh, đa số đều là cô chăm sóc cho ông trong bệnh viện. Tất nhiên, những công việc như lo ăn lo uống cho ông đều có người lo. Cô chỉ chăm sóc vòng ngoài cho ông mà thôi. Hai bác cháu đánh cờ. Ván này là ván thứ ba rồi. Thanh Hương thu hai ván và cô thắng được một ván chuẩn bị đánh ván mới ông mẫn vừa sắp cờ vừa trò chuyện với cô hương hương này mọi chuyện ổn cả chưa con đã tìm ra được ba mẹ ruột của con chưa thành hương lắc đầu cô không muốn giấu giếm bác mẫn mọi chuyện chỉ là tạm ổn thôi ạ à? con vẫn chưa tìm được ba mẹ mà con cũng không biết liệu có tìm được không nhà họ giang có nghi ngờ con hay là con có biết ai trong nhà họ có mối quan hệ mật thiết với ba mẹ ruột của con không? nhà họ giang ư? con con không biết nữa nhưng mà tất cả bọn họ đều không tốt như con nghĩ. bác mẫn à, ở vùng giáp biên giới nước a có một tổ chức chuyên đào tạo lính đánh thuê. bác có biết tổ chức này không ạ? À? Ông mẫn nhướng mày trong lòng vô cùng ngạc nhiên, nhưng biểu hiện bên ngoài lại bình tĩnh như mặt nước. Giáp biên giới. Có phải là tổ chức Queen không? Dạ vâng ạ. À. Sao con biết đến tổ chức này? Có liên quan gì tới con sao? Thanh Hương nói là không che giấu, nên cô nói hết những gì mà cô biết cho bác Mẫn nghe. Con nghi ngờ là người của tổ chức Queen, truy sát con vào 7 năm về trước Bác Mẫn Bác có quen với người của tổ chức này không ạ à? Bác có gặp qua lão đại Của Squin một lần Tuổi của ông ta chắc là sấp xỉ bằng bác Vậy bác biết gì Về lão đại Squin không ạ à? Chẳng hạn như ông ta có những người thân nào không bác Người thân của ông ta sao Lão đại của Queen sống cô độc Trước giờ không nghe nhắc đến vợ con của hắn Hoặc là nếu có Thì người ngoài cũng không thể nào biết được nhưng mà nghe nói ông ta có một cô em gái. Có điều trước giờ không ai biết về cô em gái này. Hoặc là cô em gái này đã chết. Em gái của lão đại Squin sao? Ông ta có một cô em gái sao? Thấy vẻ suy tư trên gương mặt của Thanh Hương, ông mẫn như hiểu ra. Ông hỏi cô. Còn nghi ngờ ai sao? Có phải là mẹ con? Hành Hương không chắc chắn lắm, nhưng trong lòng cô có sự nghi ngờ, mà mỗi lần nhắc đến chuyện thân phận của cô, cô vừa phẫn uất lại vừa cảm thấy phiền muộn. Chỉ có bà ấy là đáng nghi nhất, bởi năm đó, bà ấy sinh con là ở bệnh viện thị trấn gần biên giới nước A. Có điều sau khi bà ấy sinh con không được bao lâu, thì bệnh viện thị trấn đó đột nhiên bị hỏa hoạn, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đều bị cháy hết vậy nên con không thể nào điều tra được gì về xuất thân của con với cả lý do vì sao con và đứa trẻ kia bị nhận nhầm con cũng không thể nào điều tra ra được để nói trên đời này mà có những chuyện liên tiếp trùng hợp như vậy thì hiếm lắm ạ con nghĩ chắc là có người nhúng tay vào những chuyện này thưa bác ông mẫn đồng ý công nhận là rất hiếm xảy ra những chuyện trùng hợp một cách tài tình như vậy Át hẳn phía sau là có kẻ nào đó can thiệp vào. Mà nếu đúng năm xưa là do lão đại của tổ chức Queen đặt lệnh truy sát Thanh Hương thì việc Nam Long và Giang Nghị không tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau hãm hại Thanh Hương cũng là điều có thể lý giải được. Mắt nhìn thẳng vào ông Mẫn, ánh nhìn mang theo sự lạnh lẽo kiên định và có chút cầu khẩn. Nói ra những lời này trong lòng của cô chắc chắn phải khổ sở nhiều lắm. Bác mẫn, con xin bác giúp con, bởi con nghi ngờ vụ nhận nhầm con năm đó của bà Hồng chắc chắn là cố ý. Sau 3 ngày ở lại bệnh viện chăm sóc cho ông Mẫn, ngày thứ tư, Thanh Hương về lại thành phố, sức khỏe của ông Mẫn tốt hơn, ông cũng không đồng ý để Thanh Hương chăm sóc cho ông nữa, ông sợ cô trễ nải công việc. Thanh Hương trở về thành phố sau đó cô liền đến Vương An để giải quyết công việc tồn động. Cô cũng không nói với Vũ Đào là cô về bởi vì không muốn anh đợi cô. Vậy nên sau khi xong hết công việc, cô mới về nhà của anh và cô. Thanh Hương về đến nhà chung là hơn 7 giờ tối. Cô biết Vũ Đào đang ở trong nhà, không nhìn thấy anh ở phòng ngủ, chắc chắn anh đang ở trong phòng làm việc. Cửa phòng làm việc không khóa, Thanh Hương dễ dàng mở cửa đi vào bên trong vũ đào đang xem dữ liệu gì đó trên máy tính anh đeo kính bộ dạng tập trung cực kỳ quyến rũ người đàn ông này của cô luôn mang theo một loại hơi thở lạnh lùng cấm dục làm cho người khác mê mẩn không dứt cô cũng là mê chết cái bộ dạng đẹp trai như thần này của anh mê đến đầu thai truyền kiếp mà vẫn còn mê mệt vũ đào nghe tiếng cửa phòng mở ra không cần nhìn thì anh cũng biết là thanh hương đã về nhìn thấy cô xuất hiện sau cánh cửa nỗi nhớ mong mấy ngày qua liền tràn về không đợi cô phải lên tiếng anh nôn nóng gọi cô lại đây nào thành hương mỉm cười nhìn anh cô ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh còn chưa kịp nói gì thì bị anh kéo cô ngồi vào lòng mình đôi môi mang theo hơi nóng hôn lên môi cô gấp gáp chiếm đi từng hơi thở của cô thành hương tuy có hơi giật mình một chút nhưng cô không phản kháng Ngược lại cô còn thuận theo anh Để tùy ý anh làm loạn Cô biết là anh nhớ cô Mà cô cũng nhớ anh Nhớ anh rất nhiều Nằm gọn trong lòng anh Tay xiết lấy mảnh áo trước ngực mi mắt run run Trái tim cô đập loạn nhịp Vũ đào hôn không quá điêu luyện Nhưng lại rất chân thành Sống như đang dỗ dành cưng chiều cô vậy Nụ hôn sâu đầy mãnh liệt Kết thúc khi thân thể hai người Đều nóng rực và dậy sóng Thanh Hương cũng không nhớ cô đã về phòng ngủ bằng cách nào, chỉ biết là đêm rất dài mà cô lại tràn trề sinh lực dưới thân của Vũ Đào. Sáng ngày hôm sau Thanh Hương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang, người gọi đến là ba nuôi của cô, chính là ông Tấn. Vì mấy ngày trước cô nói bận đi công tác nên cô không về nhà họ Giang, hôm nay cũng không biết trùng hợp hay như thế nào mà ông Tấn lại biết cô đã về đến thành phố. Ông muốn cô về nhà một chuyến. Tắt điện thoại, Thanh Hương cũng không nghĩ ngợi gì, nếu như muốn cô về thì cô về, cô cũng không sợ điều chi. Chuyện của cô và Thanh Hoa trước sau gì cũng phải giải quyết rõ ràng, chờ mặt lúc này không có gì là không thể. Vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo để đến công ty, lúc xuống dưới nhà, Vũ Đào cũng vừa mua bữa sáng về, nhìn thấy cô dậy, anh cười dịu dàng nói với cô. Em đến ăn sáng đi nào Thanh Hương đi theo anh tới phòng bếp Cùng anh bày đồ ăn sáng Có phở và bánh quẩy Kèm theo hai ly sữa ấm Đặt ly sữa tới trước mặt Thanh Hương Vũ Đào hỏi cô Lát nữa Có muốn anh đưa em đi làm không nào Anh biết em làm việc ở đâu á Ừ anh biết Là tại Vương An Thanh Hương nhìn người đàn ông trước mặt Mắt cô như radar đang quét rất muốn nhìn thấu xem Vũ Đào có đang che giấu cảm xúc nào hay không. Chỉ là cô nhìn rất kỹ, nhìn khá lâu, vậy mà chỉ thấy ánh mắt bình thản cùng với dáng vẻ điềm tĩnh như thường của anh. Thành Hương không rõ, là Vũ Đào đã biết chuyện của cô, có biết cô là tổng giám đốc của Vương An hay chưa, nhưng mà nhìn dáng vẻ này của anh, có lẽ là anh không giận cô và không có ý muốn hỏi thẳng cô rõ ràng trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy ấm áp. Vũ đào của cô luôn như vậy, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu và luôn dung túng cho cô. Mà vũ đào yêu thương cô như vậy, thì cô càng phải cố gắng tìm cho ra sự thật cuối cùng để có thể nhanh chóng nói thật tất cả mọi chuyện cho vũ đào được biết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Tranh chồng của chị một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, Tâm An lại biết thêm được một bí mật về sự trở lại của cô gái tên là Thanh Hương. Đó chính là cô ấy muốn tìm kiếm sự thật về người bố, người mẹ ruột của mình, về thân phận của cô, bởi vì cô nghĩ rằng thân phận của cô thực sự không phải là một thân phận đơn giản. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến, liệu rằng bà Hồng có phải là một người chủ mưu trong tất cả mọi chuyện hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết hấp dẫn và thú vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.